Bạn bị phì đại tiền liệt tuyến với các biểu hiện bí tiểu, đứng mãi mới tiểu được một tí, tiểu buốt, tiểu rắt, nhất là lúc mới bắt đầu, tiểu són, tiểu ngắt quãng không thành tia, tia nước tiểu yếu, nhỏ giọt, tiểu gấp khó trì hoãn, tiểu không hết, vừa đi xong lại muốn đi tiểu tiếp, nhiều lúc tiểu ra máu, nước tiểu rỉ ra không tự chủ được, tiểu nhiều lần trong ngày, tiểu đêm gây mất ngủ, người mệt mỏi. U chèn ép bàng quang, niệu đạo làm bí tiểu, nhiễm trùng đường tiểu, sỏi đường niệu tái phát, suy chức năng thận, ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống tình dục, huyết áp cao và phải điều trị bằng phẫu thuật. Bạn cũng đã tìm đủ mọi cách rồi đúng không? Vậy đâu là cách tốt nhất cho bạn? Ai mắc gì bạn cũng làm theo. Bạn đã sử dụng nhiều sản phẩm, nhiều phương pháp khác nhau với mong muốn thoát khỏi khổ sở do phì đại tiền liệt tuyến gây ra. Hãy truy cập trang web thuocnamkidiệu.com. Cách giúp bạn thoát khỏi khổ sở do phì đại tiền liệt tuyến gây ra, hiệu quả sau 15 ngày.